너도 잡아줘야지. 뭐야, 빨리 잡아줘. 영상 끊게. 아, 빨리. 아, 뭐야. 벌써 얼마 말. 이제 진짜 안녕. 잘 살아라. Bầu cử nên là ngoài đường xa rất là rộn ràng. Úi dồi ôi, giơ tay hai hai cười cười chứ. Cute thật sự luôn, ăn nhau ăn nhau. Vâng, và ngày mai cũng chính là ngày mà mẹ Ú sẽ rời Hàn Quốc để về với Việt Nam yêu thương đây ạ. Bye bye. Anh kéo vali đi, mang đi gửi đồ ạ. Bởi vì cái vali này không thể mang về Việt Nam được nên là mang đi gửi. Ta đi theo thế cửa nhà. Cute thật sự. Kim Hiểu Vũ. Rồi hôm nay để sang thăm nhà chị Hoàng Hương Trà. Thế đéo nào mà mình cuồng nộ bộ vàng, mang cái áo màu vàng này sang cả tháng rồi không mặc, đúng hôm nay ngày cuối bắt đầu mới mặc. Thế đây, bước vào nhà bà Trà. Cái giường của bà ấy màu vàng này. Đấy, cái chùi chân nó cũng này luôn, mà xong rồi cái ghế làm việc nó cũng màu vàng luôn. Thế đéo nào là chị Trà ơi. Ok, đây phải là nhà của em, không phải nhà của chị đấy. Chứ giờ bà lại bảo bố con đĩ đến nhà người ta này nhảy mẹ lên giường người ta. Đang đi leo núi đi chơi nè. Và tới đây là Nạc San Khùng Won. Theo các bạn thì Nạc San nghĩa là gì nào? Chắc chắn là San thì sẽ phải là Sơn rồi. Đều có cái San nào khác trên đời này phải không nào? Vậy thì Lạc này là trong cái gì ạ? Lạc Lõng à? Hay là Lạc Luộc? Và theo cái chữ Hán mà mẹ Hô đọc được ở đây thì cái chữ Lạc này là trong chữ Lạc Đà nhá. Bởi vì là cái phía đằng sau là lấy âm đọc và phía đằng trước là có bộ mã. Bộ mã là con ngựa ấy. Thì cái Lạc này là trong từ Lạc Đà đó. Thì cái này là Lạc Sơn thì nghĩa là gì? Là một cái núi toàn Lạc Đà ư? Không hiểu. Không hiểu. Hiểu đến đấy thôi. Trời ơi, đi lên trên đỉnh đẹp quá, đẹp dữ dằn luôn. Và đứng ở đây là khu vực hê hoa. Thế sau kiểu nhìn ra phía xa kia là nhìn thấy luôn Nam San Thâu tròn đó. Em mấy nghìn năm rồi chưa đi lại Nam San Thâu rồi, nhưng mà không như cầu đi lại mệt quá. Leo lên đây là quá là mệt rồi nha. Quá thương quá. Hoa vàng, hoa hồng, hoa vàng. Hoàng hôn đỏ rực, cái này gọi là phùi cân nồi. Cái từ phục tạc có nghĩa là đỏ rực ấy. Mọi người thấy không, màu đỏ vô cùng là đỏ rực luôn. Đẹp dữ dội dữ dằn luôn. Thank you.
with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath. Nước ơi, hoang mang hoảng loạn thật sự luôn. Cái gì thế này? Đây là một cái mâm nó to vãi cả lệ luôn nhá. Thầy Hùng Topic, bé Lại Đức Thịnh, bé Ngọc Linh và bé Quốc Trung. Và đây là quán gì ạ? Quán gì ạ? Quán Vạn Xuân ạ. Quán Vạn Xuân. Em gái của tôi ơi. Look who we are. We are the dreamer. Look who we are. We are the dreamer.